Khi mọi người đưa nhau vào nhà thì gặp Túy Hoa vừa bước ra. Từ khi thấy bà Châu Thị sang thăm bà Mã Ổn, nàng ta lấy làm bực dọc vì phải tiếp đãi cơm nước tốn hao. Lại thấy hai bà già cứ thì thầm to nhỏ với nhau mãi, ả cố rình nghe mà không nghe được gì, càng thêm bực tức lắm. Giờ lại thấy nàng sang hô vừa mới về, Túy Hoa mới biết là hai bà đã bàn nhau chuyện đó. Cô ta lập tức ra đòn phủ đầu, phùng mang trợn mắt quát thẳng vào mặt sang hô: "Mày á là đứa bị chồng đuổi, sao còn dám dắt mặt về đây nữa? Nếu muốn ở đây giúp việc nhà, ăn nhờ cơm thừa canh cặn thì phải lạy xin tao đây, tao mở lòng mà cho. Chứ sao mày dám tự tiện chui đầu vô nhà này? Mày phải biết, đây là nhà của tao, mày không thưa gửi với tao thì mày phải đi ra khỏi nhà này cho mau, đừng ở đó mà chết." Nàng sang hô thấy ả Túy Hoa hung dữ quá, tính bề không xuôi, bất đắc dĩ phải dùng lời lẽ êm dịu thưa với nó để xin ở. Nó sai làm gì thì làm nấy, không dám cãi lẫy, cố giữ cho trong nhà yên ổn khỏi sự kình địch mà thôi. Nửa tháng sau, Túy Hoa bực dọc bảo chồng cất nhà riêng, rồi trong nhà còn được bao nhiêu tiền gạo ả gom sạch đem về cất giữ hết. Nàng sang hô thấy vậy theo khuyên lơn an ủi mẹ chồng: "Thưa mẹ, tiền của là do người làm ra, nay còn mai mất, xin mẹ đừng buồn. Tùy ý cô ấy, muốn lấy gì thì lấy, miễn con còn khỏe mạnh là sẽ cố gắng làm lụng nuôi mẹ, không để mẹ bị đói rách." Bà Mã Ổn nghe nàng khuyên lơn an ủi như thế cũng thấy đỡ tủi thân phần nào. Mẹ con đành an phận lây lất qua ngày. Nhờ nàng sang hô siêng năng giỏi giắng, lại khôn ngoan hiền hậu, đi đến đâu cũng được mọi người thương mến giúp đỡ, nên lần hồi việc sinh hoạt trong nhà cũng ngày càng được tươm tất đầy đủ hơn. Hơn thế nữa, những tình cảm thương yêu đầm ấm đã nhiều năm vắng bóng trong gia đình này giờ cũng đã quay trở lại. Mọi người cùng nhau chia sẻ mọi nỗi vui buồn, cùng lo lắng chăm sóc cho nhau, thật là hạnh phúc.